Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Người dùng băng giả của Đại học Đông Đô sẽ tự khai báo hay không. Truyền thông nhà nước Việt Nam vào hôm 28 tháng 12 dẫn nguồn từ Bộ Công an cho biết đang điều tra vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại trường Đại học Đông Đô và yêu cầu người sử dụng băng giả do trường đại học này cấp nên tự trình báo. Theo kết quả điều tra của cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an, đến thời điểm xác định sai phạm, trường Đại học Đông Đô đã cấp bằng cử nhân giả cho 193 người không qua tuyển sinh đào tạo. Đây là hình ảnh gần 200 người được Đại học Đông Đô cấp bằng giả trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2017 và hiện nay trong đó có rất nhiều quan chức cấp cao. Trong đó có 55 trường hợp sử dụng bằng giả này để dự xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ. Các trường hợp sử dụng văn bằng giả mạo của Đại học Đông Đô được xác minh đều là những người có uy tín, vị trí chủ chốt trong các cơ quan, ban ngành. Phần lớn đang làm thạc sĩ nghiên cứu sinh. Có người là cán bộ chủ chốt của một số cơ quan ở Hà Nội, có người là giảng viên của một cơ sở đào tạo đại học ngành tư pháp. Cơ quan an ninh điều tra kêu gọi những người sử dụng bằng giả của Đại học Đông Đô ra trình báo trước ngày 15 tháng 1 năm 2021. Liên quan vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại Đại học Đông Đô, cơ quan an ninh điều tra hồi tháng 11 đã đề nghị truy tố bị can với 10 cựu lãnh đạo và cán bộ của trường đại học này. Đến trung tuần tháng 12, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Kiểm sát Nhân dân tối cao và Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương truy bắt ông Trần Khắc Hùng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường Đại học Đông Đô, đồng thời mở rộng điều tra vụ án và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ vào quý 1 năm 2021. Đài EFA từ Mỹ cũng ghi nhận ngay một khi thông tin về vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại Đại học Đông Đô được loan báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Dư luận trong nước yêu cầu công khai danh tính 55 người đang sử dụng bằng giả của Đại học Đông Đô, được xác định là những người có uy tín, vị trí chủ chốt tại các cơ quan, ban ngành. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng vào tối hôm 1 tháng 12 đã lên tiếng với đài EFA về vấn đề này như sau. Một trong những điều khiến người dân tin rằng nhà nước quyết tâm giải quyết triệt để vụ này là những người được cho là có uy tín, bỏ tiền ra mua bằng có được công khai danh tính hay không. Ông nói, tôi thấy không có lý do gì mà không công khai danh tính những người như thế vậy. Đây là hình ảnh bức thư ngỏ của Đại tá An ninh Nguyễn Như Phong đăng trên trang Facebook cá nhân có 43.000 người theo dõi. Mà nếu họ không công khai thì người dân bắt buộc phải đặt ra câu hỏi ai đứng đằng sau 55 người này. Và 55 người này chắc chắn không phải là dân đen, bởi nếu dân đen thì đã bị trừng trị từ lâu rồi. Những người này chắc chắn có chức vụ gì đó nên họ không tiện công bố. Vậy thì đây là cái thể chế đứng phía sau những người có chức quyền, chứ không phải là đứng về phía công lý. Ý kiến trái chiều về việc Bộ Công an Việt Nam kêu gọi tự trình báo cũng được đưa ra. Trước lời kêu gọi của Bộ Công an rằng những người dùng bằng giả của Đại học Đông Đô tự trình báo, thầy giáo Đỗ Việt Khoa, một người chống tiêu cực trong ngành giáo dục vào tối ngày 30 tháng 12, đã nói với đài EFA về quan điểm của mình như sau. Về vụ việc này, tôi có theo dõi và cho rằng đấy là một kiểu không minh bạch đến nơi đến chốn của Bộ Công an. Với một vị thế của một ngành quyền lực như ngành công an thì họ thừa khả năng để họ có đủ danh sách và không phải chỉ có 55 người kia thôi mà tôi nghĩ rằng họ có cả những danh sách của nhiều năm trước nữa về vi phạm của Đại học Đông Đô. Nếu họ cương quyết làm thì cũng không cần ai phải ra đầu thú tự khai báo cả. Họ gọi triệu tập ra là hết. Báo giới nhà nước Việt Nam trong tháng 12 cũng đăng tải thông tin về thắc mắc của dư luận vì sao danh tính của 55 nhân vật có uy tín dùng bằng giả lại không được công khai và cơ quan nào có thẩm quyền trong việc công khai danh tính đó. Điển hình như nhà báo Nguyễn Như Phong vào đầu tháng 12 đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân của mình rằng yêu cầu 55 vị mua bằng giả của Đại học Đông Đô từ chức, nếu không, ông sẽ công bố danh tính của họ. Báo mạng Công an Nhân dân vào hôm 19 tháng 12 dẫn lời của Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Bộ Công an cho rằng công khai danh tính những người mua bằng tại trường Đại học Đông Đô là việc nên làm, song việc công khai đến mức độ nào thì cần phải tính toán để đảm bảo thấu tình, đạt lý. Đây là hình ảnh chương trình đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ của Đại học Đông Đô. Thiếu tướng Lê Văn Cương nhấn mạnh,
và xin trích lại như sau. Việc công bố công khai danh tính chỉ nên thực hiện trong cơ quan, không nên công khai rộng rãi trên báo chí. Điều này một mặt vừa đảm bảo tính nghiêm minh nhưng đồng thời cũng đẩy người ta vào đường cùng. Đây có thể gọi là công khai một nửa, đúng mức vừa phải. Còn luật sư Đặng Dũng vào tối ngày 30 tháng 12 cũng cho đài FA biết về ý kiến của ông như sau. Vụ việc Đại học Đông Đô làm bằng cấp giả và Bộ Công an tuyên truyền nói rằng những người dùng bằng giả của Đại học Đông Đô nên ra tự thú. Việc làm đó của ngành công an có thể nói là chấp nhận được. Đây là một cách không sai về quy định của pháp luật. Bởi vì họ nói như vậy để những người nào làm chuyện sai trái đó đến tự thú thì họ sẽ tùy từng trường hợp để xét xử theo pháp luật hay xử phạt hành vi vi phạm hành chính. Còn một điều nữa, người ta thắc mắc tại sao không nêu danh tính của những người dùng bằng giả đó ra, công khai danh tính. Đây cũng là bí mật điều tra của cơ quan điều tra nên họ cũng không nêu tên. Tại vì thứ nhất, đang trong quá trình điều tra và theo luật thì những người nào chưa bị kết án hoặc chưa bị xử phạt thì người ta vẫn còn là nghi can. Và hơn nữa, họ cho biết những người sử dụng bằng giả đó là những người có uy tín. Bây giờ nêu tên ra như thế thì những cơ quan có các ông hoặc các bà sử dụng bằng giả đó lập tức bị tác dụng rất xấu. Người ta bàn tán và không tâm phục, khẩu phục. Luật sư Đặng Đình Dũng cũng trình bày thêm khi đề cập đến ý kiến của Thiếu tướng Lê Văn Cương như sau. Tôi nghĩ ông Thiếu tướng Lê Văn Cương chỉ là nói thêm vào mà thôi. Chứ bây giờ những người đương chức trong ngành công an đang giải quyết thì chúng ta cũng tôn trọng để xem xét họ cách giải quyết rút ráo như thế nào. Đây là hình ảnh ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk vẫn tái đắc cử với 100% phiếu bầu, mặc dù bị tố cáo có 70% nội dung luận án tiến sĩ là sao chép. Tôi nghĩ họ làm một cách thận trọng để xử lý một vụ việc có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay. Qua trao đổi với đài FA, luật sư Đặng Đình Dũng và thầy giáo Đỗ Việt Khoa đều tỏ ra đồng thuận với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là phải xử lý đến nơi đến chốn vụ án giả mạo trong công tác đã xảy ra tại trường Đại học Đông Đô. Thầy giáo Đỗ Việt Khoa nhấn mạnh tiếp như sau. Sai phạm của Đại học Đông Đô không phải chỉ xảy ra trong mấy năm vừa rồi, mà theo tôi theo dõi thì đã xảy ra từ thời kỳ ngay khi trường đại học này mới được thành lập. Trường Đại học Đông Đô đã bị sai phạm rất ghê gớm, lỗi của họ lặp đi lặp lại nhiều lần trong nhiều năm và không được xử lý đến nơi đến chốn nên cứ tái đi tái phát lại rất nguy hiểm. Tôi cho rằng nếu phép nước nghiêm thì Đại học Đông Đô sẽ phải bị đóng cửa ngay sau vụ việc này, phải cương quyết đình chỉ giải tán trường đại học này ngay và cương quyết không để cho nó núp bóng trường đại học để làm ra những sai phạm tày trời kéo dài mấy chục năm nay. Còn nhà báo Nguyễn Như Phong cũng chia sẻ trên trang Facebook của ông rằng đáng lẽ vào ngày 30 tháng 12 ông sẽ công bố danh tính của 55 người mua bằng giả Đại học Đông Đô. Tuy nhiên ông nhận được thông tin 55 người đó hầu hết đã bị thu bằng cũng như đã bị xử lý và vụ án đang trong quá trình điều tra thì không được tiết lộ tài liệu. Nhà báo Nguyễn Như Phong khẳng định rằng ông có niềm tin rằng vụ án này sẽ được giải quyết đến nơi đến chốn qua những gì Chính phủ, Bộ Công an và Cơ quan An ninh điều tra đang tiến hành. Trong những năm vừa qua, nhà chức trách Việt Nam cũng liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc làm và mua bằng giả. Trong số đó, một vài vụ đình đám bao gồm Công an Thanh Hóa bắt 15 người làm bằng văn bằng giả chứng chỉ với số lượng lớn vào cuối tháng 10 năm 2020. Công an Thừa Thiên Huế phát hiện đường dây làm hàng trăm bằng giả dính líu đến nhiều cán bộ nhà nước vào tháng 5 năm 2020. Và Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phát hiện một tấn bằng giả tháng 5 năm 2019 liên quan đến nhiều cán bộ quan chức. Đây là hình ảnh trong một vụ án ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tháng 5 năm 2019. Công an thu giữ được 1.200 con dấu và một tấn phôi bằng giả. Tuy nhiên, theo thông tin trên báo chí Việt Nam, trong những năm gần đây, dù có tổng cộng hàng trăm cán bộ bị kỷ luật vì dùng bằng giả ở một loạt các địa phương như Lai Châu, Hải Dương, Nghệ An, Đắk Nông, Đồng Nai, Bình Phước, v.v. và ngay cả trong Bộ Công an và lẫn Bộ Quốc phòng. Song cán bộ này chủ yếu chỉ ở các vị trí từ cấp huyện trở xuống hoặc cấp trưởng, phó phòng ở cấp bộ. Hồi đầu tháng 11, trong một phiên chất vấn tại Quốc hội Việt Nam, Bộ trưởng Công an Tô Lâm xác nhận rằng ngay trong đội ngũ cán bộ, nhiều người sử dụng giấy tờ giả, bao gồm cả các loại bằng cấp, chứng chỉ. Ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng lưu ý rằng trước nay với người sử dụng giấy tờ giả chỉ nặng về xử lý hành chính, ít khi xử lý hình sự, nhưng đã đến lúc cần xử lý hình sự.
nhà báo kỳ cựu Nguyễn Như Phong thì cho rằng việc chống nạn mua bán bằng giả không chỉ để dựa vào duy nhất vào công cụ lập pháp lý mà cần có xã hội cùng quan tâm, tham gia bằng cách tẩy chay và bày tỏ thái độ khinh bỉ với những kẻ dùng bằng giả. Nhà báo Nguyễn Như Phong cũng đề cập đến một nguyên nhân sâu xa là cơ cấu kinh tế cụ thể theo ông ở Việt Nam, kinh tế nhà nước được xác định là chủ đạo trong khi kinh tế tư nhân bị xem là phụ, dẫn tới việc nhà nước không tuyển dụng được người tài, ông Phong nói thêm. Muốn chống nạn bằng giả thì chỉ có một cách là phải thay đổi cách đánh giá. Để thay đổi cách đánh giá, phải có thay đổi về cơ chế nền kinh tế. Chỉ khi nào chủ doanh nghiệp có thực quyền, cần người có năng lực làm việc cho họ, thì người ta mới có thực tài mới vào được vị trí đó. Cũng theo các quan sát của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, trên báo chí và các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người đề nghị rằng nhà chức trách Việt Nam cần phải trừng trị nghiêm khắc hơn tất cả những ai đã dùng giấy tờ giả để phục vụ cho việc thăng quan tiến chức hoặc trục lợi và xem đó tương tự như một việc phá hoại xã hội, phá hoại đất nước. Họ cho rằng cách xử lý theo hướng như vậy sẽ làm cho những người mua bán bằng giả không còn đất sống. Đây là hình ảnh các bị can Dương Văn Hòa, hiệu trưởng, Trần Ngọc Quang, phó hiệu trưởng phòng quản lý đào tạo và quản lý sinh viên, Phạm Văn Thủy, cán bộ đào tạo. Trên trang Facebook cá nhân, giáo sư Mạc Văn Trang cũng đưa ra ý kiến rằng phải công khai hóa xóa sổ 55 tiến sĩ mua bằng giả của Đại học Đông Đô, nếu không Tổng Bí thư Trọng nói về tiêu chuẩn cán bộ chỉ là giả dối. Quan điểm của giáo sư Mạc Văn Trang nhận được 1.600 lượt thích và gần 200 lượt bình luận đồng tình. Còn Facebook Khánh Hà thì bình luận tiếp như sau. Kiểu này là thằng con nào mua bằng giả lại đi chỉ đạo người có bằng thật. Tiến sĩ dởm lại dẫn dắt tiến sĩ thật. Tóm lại là dân vỡ mồm với cái đám lưu manh giả danh trí thức này. Còn Facebook Nho Vũ thì bình luận rằng đây là chỉ là những kẻ lòi mặt chuột của tảng băng chìm mà thôi, biết bao dối trá lừa lọc đầy dậy ở cái xã hội thối nát băng hoại này. Những người đứng đầu đảng, nhà nước và quốc hội phải có chịu trách nhiệm về những điều này không nhỉ? Hay họ chỉ chịu trách nhiệm với những vinh quang vĩ đại mà thôi? Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Nguyễn Tiến Tường thì viết tiếp. Quý vị mua dâm, người mẫu, các thứ được bí mật danh tính. Con cái quý vị hối lộ, nâng điểm, được bảo vệ danh tính. Quý vị leo lên máy bay, chuyên nguyên thủ đi ké sang Hàn Quốc cũng không lộ danh tính. Rồi bây giờ, quý vị dùng bằng giả của Đại học Đông Đô để làm tiến sĩ, quý vị cũng không bị công khai danh tính. Nhà báo Nguyễn Tiến Tường đã bày tỏ thái độ như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 1 năm 2021 với bản tin Người dùng bằng giả của Đại học Đông Đô sẽ tự khai báo hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.